Ok, mình làm cái clip. Cái clip về 3 cây ti thủy lực nha. Và clip này mình sẽ dùng để gửi cho nhiều khách các bạn. Tại vì mỗi lần đi đo nó là hơi bị cực luôn. Đo luôn 3 cây các bạn. Ok. Đầu tiên là cây này. 3 cây này là tháo cùng trên một chiếc xe nâng Germany của Đức. Khách nào theo dõi kênh thì sẽ thấy nha. Chiếc xe mà bằng vàng các bạn. Tháo xong một vài bữa cái có anh khách hỏi mua nguyên chiếc. Bó tay luôn. Cây này là cây lớn nhất. Thì là tại sao có một cây ngắn ngắn và to và hai cây nhỏ dài dài? Tại vì nó nâng 3 khớp các bạn. Nó nâng 3 khớp nha. Cây này nó chịu là cái khớp thứ nhất. Khớp thứ hai, khớp thứ ba là hai cây này nó sẽ chịu. Tức là tổng tải của hai cây nhỏ bằng một cây lớn, tức là khoảng 3 tấn nha. Tại vì cái xác xe khoảng 1 tấn. Một cặp càng 100 kg tải 2 tấn. Tính xương xương khoảng 3 tấn nha. Tất cả đều là ti hai chiều hết nha. Và một cặp này là giống nhau y đúc nè. Từ chiều cao, cân nặng ha, 3 vòng. Cây này thì giờ sao đo ta? Mình muốn đo một cái clip luôn để sau này khách hỏi là gửi cho clip khách coi thôi. Cơ bản cây này mình đo không kỹ lắm nha các bạn. Đầu tiên là chiều cao nha. Chiều cao tổng thể tới tâm của cái bánh răng mà. À không. Tới cái phần ấy thôi. Tới cái phần tới đây nè. Tới cái cổ của cái ti á là 860. 860 á là nó nâng được khoảng 700 nha các bạn. Nó nâng được khoảng 700 mm nha. Chứ đừng có khách nào làm ơn đừng có hỏi còn một tại sao nó không ra được 860. À, giống như một khách ấy, nhiều khi nói thì thực ra khách thì 100.000 khách các bạn ha. Có một khách lâu lâu có một khách thì mình nên bỏ qua, tại vì cái nói tới nói lui thì nó kỳ. Nhưng mà cơ bản ti á có thể sẽ có 1-2% người chưa hiểu rõ về ti nha. Ti thủy lực nó cần cái ruột ti á. Khi mình nói tới cái ti á, là mình đang nói tới cái ruột ha, cái đường kính bên trong. Còn mình nói thêm một cái kích thước là chính là cái vỏ ti. Thì ti á, cái ruột ti á nó sẽ không thể ra được hết nha, tại vì nó ra được hết thì nó rớt ra ngoài luôn rồi. Nó đâu còn gì giữ các bạn. Các bạn biết ống tim không? Ống tim không? Khi mình rút lên hết đúng không? Nó còn một cái đoạn đen đen cao su là nó chịu lực lại, nó vừa chịu lực ngang, vừa chịu lực dọc. Nó chịu lực lại nha các bạn. Tương tự cái ti cũng vậy nha. Nó mấy loại ren, nó mấy loại ron là nó chứ phải một loại nha. Đó, chứ phải một loại. Cho nên mà thôi bỏ qua ha, khó bỏ qua. Cái gì qua cho nó qua các bạn. Đừng có tái tới tái lui nó không hay. À, cây này 870. Ti khoảng 55. Đường kính khoảng 70, đường kính vỏ khoảng 70, 70 75 gì đó. Thì ra mình đã đo rồi. Cây này tải 2 tấn 3 tấn, tính 3 tấn. Hành trình 700 khoảng nha các bạn. Lỡ về nó 609 thì làm ơn cũng đừng có gọi mình tìm mình nha. Khoảng 700. Nha, một cây. Đó, đo cho nó xong hai cây. Tôi đã cũng làm nhiều clip rồi. Cây thứ hai. Nha, cái này là một cặp. Ở đây có thông số nè, nhưng mà mình nhìn không biết có ra không nữa. Ha. Có thể là vỏ 50, ruột 23 hay gì đó ha, ví dụ vậy. Ồ, vỏ 50 các bạn ơi. Vỏ 50 nha. Vỏ 50. Đây nè. Còn ti thường chắc cỡ 25 30 đấy nha. Nó tầm đó. Ti nó nằm ngược xuống dưới rồi. Cho nên không có cái nào để mà thò ra để mà đo được cái ti. À đây nè. Đây. Đo được các bạn. Tầm 30 các bạn. Tầm 30 nha. Tiếp theo là đo cái chiều dài. Chiều dài ti là 1m58. Như vậy mình toàn báo khách 2m. Dở hơi thật. 1m58. 1m58
thì cái hành trình nó ra được khoảng 1,4 m nha, 1,4 m đó. Nào coi được thì mua nha. Hành trình ra được khoảng 1,4 m đó, một cặp giống với nhau y đúc, ti hai chiều, ti hai chiều. Cặp này mình bán 2,5 triệu bao ship nha các bạn nha. Bán nhanh 2,5 triệu bao ship. Khách nào vào Việt thì cặp này gọi là siêu bền nha. Hàng Germany, hàng Germany hết, không phải mới mà là rất mới các bạn, rất là mới, hàng Germany. Ở đây 50 4 4491 gì hơi bị khó hiểu. Ok, khách nào cần thì liên hệ nhé.